Bạn trai Linh Miu được khen tâm lý tỏ thái độ gây sốc khi nàng hot girl lộ clip đóng cảnh nhạy cảm. Linh Miu là một trong những hot girl thị phi nhất cõi mạng. Cô nàng gây ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp cùng phong cách ăn mặc vô cùng quyến rũ. Đáng chú ý, cứ dăm bữa nửa tháng, Linh Miu lại tung ảnh nhạy cảm hoặc bị lộ những đoạn clip giường chiếu với bạn trai. Chuyện tình ngày xưa của Linh Miu với Hữu Công theo đó cũng liên tục được dân tình đào bới. Ở thời điểm đó, Linh Miu cũng thừa nhận bản thân hối hận khi yêu Hữu Công. "Tôi chưa bao giờ hối hận bất cứ việc gì mình làm từ trước đến giờ, nhưng sự việc này tôi thật sự hối tiếc. Tôi giúp đỡ và hết lòng với Hữu Công mà đến giờ này nhận được những điều như thế, thật sự tôi thấy tiếc." Linh Miu từng tâm sự. Sau khi chia tay Hữu Công, năm 2018, Linh Miu tiếp tục hẹn hò với chàng trai tên Nguyễn Thái Sơn, nickname Sơn Đỏ. Được biết, người bạn trai này kém hơn Linh Miu 2 tuổi, sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế nhưng không phải đại gia. Thời gian yêu nhau, cặp đôi thường xuyên xuất hiện trong các dự án phim cũng như cuộc sống hàng ngày. Vào tháng 4 năm 2019, để kỷ niệm 2 năm yêu nhau, Linh Miu Thái Sơn đã chia sẻ lên trang cá nhân khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Trong ảnh, hot girl Hà Thành trang điểm nhẹ nhàng, cô tiếp tục phát huy gu ăn mặc quyến rũ của mình bằng việc diện một chiếc áo phông ngắn, bên dưới chỉ mặc quần bảo hộ, trong khi đó bạn trai Linh Miu thì cởi trần. Khi thực hiện bộ ảnh này tại nhà riêng, cả Linh Miu và bạn trai đều khiến dân tình đỏ mặt vì tạo dáng quá nhiều tư thế nhạy cảm từ trên giường, nhà bếp đến phòng tắm. Đính kèm bộ ảnh, Linh Miu nhắn nhủ nửa kia, mình giữ nhau thật chặt nhé, nếu đi ta cùng đi, đừng trao nhau ân ái nhạt màu, đừng để trái tim cứ mãi u sầu. Có đôi khi mệt quá và muốn rời xa, hãy nhớ lý do vì sao hai ta bắt đầu. Trong thời gian yêu nhau, cô nàng không ít lần dành lời có cánh cho bạn trai, đặc biệt khi chia sẻ về cảm xúc của người yêu về những cảnh nhạy cảm trên phim. Linh Miu tâm sự, bạn trai luôn luôn ủng hộ tôi, anh ấy luôn động viên tôi bỏ qua và không nghĩ gì tới quá khứ. Anh ấy là người luôn dìm cảm xúc của tôi xuống, bởi tôi là người rất nóng tính, lúc không bằng lòng điều gì tôi như điên như dại, còn những cảnh nhạy cảm của tôi với Hữu Công, bạn trai tôi lúc đầu cũng ghen, song sau anh ấy hiểu đó cũng chỉ là công việc thì lại thôi. Bây giờ tôi hạn chế đóng cảnh nhạy cảm với người khác, chụp ảnh thì tôi hay chụp một mình hoặc với bạn trai, còn đóng cảnh nhạy cảm trong phim thì tôi sẽ đóng cùng bạn trai dù anh ấy không diễn tốt cho lắm, nhưng tôi hạn chế tối đa để bạn trai có cơ hội ghen, tôi hiểu được cảm xúc của anh ấy. Ngọt ngào vậy nhưng đến cuối năm 2019 thì dân mạng không còn nhìn thấy Linh Miu đăng ảnh hay nhắc đến bạn trai Thái Sơn nữa. Sau đó, cô cũng ẩn ý bản thân độc thân, dù không chính thức lên tiếng nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng cặp đôi đã đường ai nấy đi sau một thời gian dài mặn nồng. Hiện tại, Linh Miu đang sống độc thân, nhan sắc của cô nàng ngày càng thăng hạng. Chưa hết, ở độ tuổi 30, Linh Miu cũng đang nắm trong tay nhiều tài sản khủng, từ nhà đẹp, xe sang đến hàng hiệu chẳng thiếu thứ gì. Vừa qua, Linh Miu trở thành cái tên được nhắc nhiều trên mạng xã hội vì vướng tin đồn lộ video nhạy cảm. Trước dư luận ồn ào, diễn viên đại gia rừng mỡ lên tiếng phủ nhận mình là nhân vật trong đoạn clip. Linh Miu giải thích cô có chiều cao khiêm tốn và chỉ nặng 45kg nên vóc dáng ở ngoài đời khá nhỏ bé, khác xa cô gái trong clip. Cô có thái độ gay gắt và quyết định làm rõ mọi chuyện tới cùng. Sau đó, Linh Miu nhanh chóng tìm ra người cố tình cắt ghép hình ảnh bằng các phần mềm chỉnh sửa ảnh nhằm bôi nhọ danh dự cô cũng như trục lợi từ việc mua bán clip nhạy cảm.